Thưa các bạn, thời gian qua Đông Y Hoa Bảo đã nhận được rất nhiều phản hồi của quý hàng gần xa lo lắng về vấn đề nhận diện sản phẩm viên tăng cân Hoa Bảo chính hãng do Đông Y Hoa Bảo phân phối, nhằm đảm bảo quyền lợi của quý khách hàng ở xa không có cái điều kiện đến tận nơi mua trực tiếp sản phẩm. Hôm nay thì Đông Y Hoa Bảo làm video này để quý khách hàng nhận biết được sản phẩm viên tăng cân Hoa Bảo mà mình đặt mua, nhận và sử dụng trong quá trình phân phối của Đông Y Hoa Bảo. Thì ở đây thì quý vị có thể nhìn thấy đây chính là một hộp sản phẩm của viên tăng cân Hoa Bảo. Các cái sản phẩm của tăng cân Hoa Bảo thì khi mà đi thì sẽ được các đơn vị vận chuyển đóng vào các bìa cắt tông như thế này ạ, để tránh cho việc va chạm, bóp méo trong quá trình vận chuyển giao hàng và giúp cho sản phẩm đến tay khách hàng có vẫn còn nguyên vẹn và đảm bảo. Phía bên ngoài chúng tôi có ghi rất đầy đủ và rõ ràng các thông tin, bao gồm thứ nhất có một mã vạch của chúng tôi bắt đầu bằng chữ TC, viết tắt của từ tăng cân. Tiếp theo đến thông tin người gửi thì chúng tôi có người gửi là tăng cân Hoa Bảo, điện thoại hotline là 0962790031, địa chỉ này thì bao gồm là thành phố Thái Nguyên, hoặc chúng tôi có một kho khác ở Hà Nội thì địa chỉ này có thể thay thế bằng Hà Nội, thì tùy vào địa chỉ của khách hàng thì chúng tôi sẽ phân kho khác nhau. Khách hàng nhận ở đây chính là thông tin của quý vị vui lòng kiểm tra xem đã đúng cái tên của mình hay chưa và đúng cái số tiền mà nhân viên chăm sóc đã tư vấn cho mình cần thanh toán hay chưa. Cái nội dung này thì quý vị kiểm tra cho tôi là gồm có hai tăng cân Hoa Bảo cộng với cẩm lang cộng với giấy phép của Bộ Y tế. Nếu như quý vị ở đây quý vị mua nhiều hơn hoặc là số lượng khác nhau thì cái nội dung này nó sẽ khác nhau bằng số ở đây ạ. Còn bây giờ thì tôi xin phép bóc ra cho quý vị kiểm tra bên trong. Quý vị nhớ là khi mình mua sản phẩm của bên Đông Y Hoa Bảo thì dù bất cứ sản phẩm nào cũng bóc ra kiểm tra trước mặt bưu tá. Nếu như có vấn đề gì về sản phẩm thì chúng tôi sẽ giải quyết khi có mặt bưu tá ở đó. Còn nếu như mà quý vị không bóc ra trước mặt bưu tá mà sau đó thì mình mới đem về để đem về nhà ấy, thì sau đấy thì chúng tôi sẽ không giải quyết bất cứ trường hợp nào cho khách hàng. Đây ạ. Bởi vì ở bên trong chúng ta phải kiểm tra chỉ trên cái vỏ bao bì nữa. Đây ạ, khi quý vị mua 2 viên tăng cân thì sẽ có 2 viên tăng cân như thế này, gồm 2 viên tăng cân, 1 cuốn cẩm nang. Ở trong cái cuốn cẩm nang này thì sẽ bao gồm có thứ nhất là các cái nguyên nhân dẫn đến việc thiếu cân. Tiếp theo là các cái chế độ sinh hoạt, ăn uống làm sao cho mình lên cân dễ dàng hơn. Đó thì cái này sẽ là tài liệu tham khảo cho quý vị. Và bên cạnh đó thì chúng tôi có gửi cho quý vị một cái giấy phép của Bộ Y tế về sản phẩm viên tăng cân. Là giấy phép này được Bộ Y tế cấp phép. Đây ạ. Rồi, bây giờ tôi sẽ giúp cho quý vị nhận diện về cái sản phẩm này. Đầu tiên thì chúng tôi có một cái tem chống hàng giả này của Bộ Công an. Cái tem này là tem 7 sắc cầu vồng. Khi mà quý vị đưa trước ánh điện này hay là ánh sáng mặt trời thì quý vị đưa qua đưa lại như thế này thì nó sẽ tự động biến đổi màu. Đây ạ, quý vị có nhìn thấy không ạ? Và tiếp theo là hai bên có hình người đấy ạ. Thì quý vị sờ vào chữ viên tăng cân đấy ạ, viên tăng cân Hoa Bảo này, thì cái này nó sẽ có độ sần nhất định, nó không phải phẳng như bên này mà nó sẽ có độ sần nhất định, bởi vì chúng tôi cố tình bao bì, chúng tôi cố tình làm như vậy để tránh những hàng giả hàng nhái có thể trà trộn vào để cho khách hàng có thể nhận biết được. Thứ hai, sau quay sang bên này thì đối với cái sản phẩm này thì sẽ có đối tượng sử dụng, cách dùng và bảo quản. Cái số lô này tương ứng với cái giấy của Bộ Y tế này. Nếu như quý vị không nhận được hoặc là mình không có kiểm tra này, mình có thể lên mạng gõ cái số này vào và nó sẽ ra một tờ giấy y hệt như thế này ạ. Đây, một tờ giấy y hệt như này nhưng sẽ có dấu đỏ của Bộ Y tế ở đây ạ. Rồi, tiếp theo đó là đối với cái sản phẩm này, ở ngoài bao bì thì nó sẽ có là lô sản xuất, ngày sản xuất, hạn sử dụng, và đặc biệt hơn là nó sẽ có cái phần đây ạ. Phần này là gọi là mã vạch. Mã vạch của chúng tôi thì sẽ quý vị có thể sử dụng cái phần mềm iCheck để quý vị check ra thì nó sẽ ra một cái hình ảnh viên tăng cân như thế này. Đây ạ. Nếu như mà quý vị có những khó khăn gì hay là trong quá trình sử dụng sản phẩm có vấn đề gì, một là quý vị có thể liên hệ lại với chuyên viên tư vấn của mình, hai là quý vị có thể liên hệ lại website tangcanhoabao.com hoặc là liên hệ lại với số hotline trên ở bên ngoài, ở cái bill bên ngoài của chúng tôi thì chúng tôi sẽ giải đáp thắc mắc cho quý vị. Cảm ơn quý vị đã xem và chúc quý vị mua được những sản phẩm chính hãng của Đông Y Hoa Bảo.